À, thương hiệu dữ mà máy nó đẹp nè cô chú. Thương hiệu này là thương hiệu của xe cuốc nè, máy dầu nè, máy xăng nè, máy cắt lúa đồ, mấy thương hiệu lớn nè cô chú. Thương hiệu này là DB2003, nòng 32 ly. Thương hiệu Kubota, con này phải nói đẹp như máy trong thùng bóc ra luôn. Ốc nè cô chú, 7 màu ha, hai kim luôn. Nè, lốc đứng nè. Hành trình bê tông cao ha, bô đẹp nè. Con này phải nói là ngoại hình nó đẹp còn hơn là như trong thùng bốc ra luôn. Rồi, máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ máy cắt cỏ Minh Kiệt rất là nhiều nghe cô chú. Cảm ơn cô chú đã đồng hành và ủng hộ em ha. Đó, thì clip này em lên thì cô chú cũng ủng hộ rất là quyết liệt. Em xin chân thành cảm ơn cô chú em. Thì đáp lại tấm chân tình của cô chú yêu quý em thì em là nói chung là lựa chọn những con máy nào mà đẳng cấp nhất, đẹp nhất để giao lưu với cô chú em. Đó, thì bên em là lúc nào cũng về hàng rất là đẹp nghe cô chú. Bên em là chuyên lựa những con máy đẹp, hàng Nhật bãi nghe cô chú. Nhớ là bên em là bán 100% là hàng Nhật bãi. Đó. Thì hình thức bán máy bên em làm bao ship tận nhà cho cô chú nè. Tới nơi thì cô chú được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Kêu shipper ngồi đó khui thùng ra đổ xăng vô giật chạy ngon lành hết rồi mới nhận hàng hay cô chú. Thì đặc biệt là bên cửa hàng em là không nhận cọc của cô chú luôn, để cho cô chú có sự tin tưởng bên cửa hàng em 100% hay cô chú để đặt hàng bên cửa hàng em ha. Đó, thì địa chỉ cửa hàng em là tại chợ Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Đó, cô chú nào mà chưa từng sử dụng máy cắt cỏ cứ alo Kiệt ơi lựa máy cho chú, là cô chú cứ an tâm em sẽ lựa máy đẹp cho cô chú ha, tại không nhận cọc trước là không có dám lựa máy cũ này cô chú. Đó, cô chú cứ an tâm ha, thì bên em có tặng những phần quà này luôn nè cô chú. Cô chú đặt máy thì cô chú không tốn bất cứ thêm gì nữa hết, về nhà chỉ mua xăng mua nhớt về là xài thôi. Đó, thì đây một cái chắn cỏ này là phần quà tặng nè. Đó, khi cắt cỏ thì bụi bặm đồ cỏ rồi nó văng vô đây ha, nó chắn lại không văng vô mình. Đó, cái thứ hai là một sợi dây đeo này cô chú, đây một sợi dây đeo ha, xịn sò. Cái thứ ba là một cây lục giác. Đó, cây lục giác này để mình lắp gáp cái tay lái với cái đầu bò này cô chú. Ba món nè. Món thứ tư đó, cây này mới xịn sò nữa nè, cây này là để mình lắp gáp cái lưỡi này cô chú. Đó, mình lắp cái lưỡi bằng cái đầu này. Đầu này mở bugi, đầu này thì mình mở ốc tua vít ha. Dặn mở ốc tua vít đem ra ruộng đi cầm theo cây này là chuẩn nè. Rồi thì bên em có 3 phần lưỡi cắt, cô chú được quyền lựa chọn một lưỡi. Đó, trong 3 lưỡi này cô chú được quyền lựa một lưỡi để em tặng ha. Ví dụ như cô chú lấy cái lưỡi dài thì bỏ lại hai này cho em, còn lấy cái lưỡi tròn thì bỏ hai này cho em. Còn nếu mà cô chú lấy hết 3 lưỡi thì thêm 100 ngàn cho em ha. Mỗi lưỡi là có trị giá là 50 ngàn. Đó, tổng combo về đây là 100 ngàn hay cô chú. Rồi thì bên em có bán cái bơm nước inox luôn. Cô chú nào mà có sử dụng bơm nước thì liên hệ em luôn. Mùa này thì mùa này á nó mùa khô á cô chú. Cô chú rất là nhiều cô chú là thích xài cái bơm nước này nè. Điện em đi. Bên em có nhiều loại bơm nước lắm cô chú. 150 ngàn nghe. Rồi thì cô chú nào có cắt cỏ cho trâu cho bò cho dê ăn hoặc là cắt lúa thì mua này 90 ngàn. Đó, cái gạt cỏ kêu bằng cái gạt cỏ ha, cái gồm cỏ á. Rồi thì bên em có bán nhớt hai thì luôn, dầu nhớt mê công lút hai thì, có cái cống lường hay cô chú. Đó, chuyên máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy cưa mang nhãn hiệu Hoa Kỳ ha. Rồi canh nhớt này thì em bán chín, ủa 100 ngàn, nói lộn, 100 ngàn cho một canh nhớt hai thì loại xịn sò ha. Rồi vô bán máy cô chú ơi. Hôm nay là nói chung là hàng về hàng VIP nè cô chú. Lô máy hôm nay phải nói là đẹp từ đầu tới cuối luôn. Bữa nay là rất là nhiều máy nhỏ gọn nhẹ để dành cho mấy chú lớn tuổi nè. Thì con máy đầu tiên đến từ thương hiệu Makita cô chú ơi. Nhưng mà con máy này thì cái tem nó hơi chóc, nên quyết định con máy này em giao lưu giá mềm, thật là mềm cho mấy chú. Đây em không nhận cọc trước nên em quay kỹ nè cô chú. Đây cái bồ sáng gật luôn ha. Đây nó không nhận cọc trước nên em quay thật là chi tiết nè, không giấu điểm nào hết nè. Tại vì
nếu mà không nhận cọc trước mà quay mà ví dụ như có hư bể gì đó giấu giấu tới nơi cô chú thấy thì cô chú đâu có nhận đâu, đúng không? Bởi tụi em còn lỗ dữ nữa nên quyết định là quay quay thật là kỹ luôn đó. Chắn cỏ em tặng thì em có gắn sẵn cho cô chú nè, gắn sẵn vô cây cần luôn nè. Rồi thì tới nơi thì em đổ xăng đổ nhớt ra hết rồi, cô chú về tới nơi thì khui khui thùng ra đổ xăng vô rồi bơm xăng lên nè cô chú đó, đổ vô 1 lít xăng thì mình lường 4 nắp nhớt 2 thì đổ vô ha, rồi mình bóp vú cho xăng lên nè đó, đè xuống bóp vú, bóp ép cho xăng lên ha, rồi bấm nè, rồi vậy là giật thôi đó, lên ga đó, lên ga cho le đỏ tự động nó nhảy ra ha. Con này là le đỏ tự động nghe cô chú, coi nó chuẩn nè cô chú. Vỏ mà có vỏ nghe cô chú, bao lực luôn. Con này là phải nói là bao phê luôn á cô chú. Nè tắt nè, cô chú coi nó nhảy nè cô chú. Nè em chỉ kéo thẳng dây là chạy thôi. Nè tắt nè, siêu nhảy nha, tắt ha. Nè con này là tầm hơn 3 kg à, dành cho mấy chú lớn tuổi nè, mấy cô nữ nè, cắt con này phải nói là ok luôn. Ở máy còn đẹp len ken ở trong rồi sáng gật ha, nhưng mà tem này hơi xấu, đúng ra là giá 1.3-1.4 triệu bình thường, nhưng mà cái tem hơi xấu em giảm cho cô chú. Rồi thì hôm nay là ngày 4 tây tháng 4, hôm nay là lên lô hôm qua A rồi tới Á, A Á, bữa nay là ớ cô chú ơi, A Á rồi tới ớ ha, ớ một em giao lưu với cô chú 1.1 triệu thôi đó, 1.1 triệu. Con này là khuyến mãi nghe, đúng ra là 1.3 triệu nghe cô chú, nhưng mà em khuyến mãi, cô chú nào thấy con máy này thì chốt liền ha. Ví dụ như gọi em không được thì cứ nhắn tin cho em ớ một của ngày 4 tháng 4 giao lưu với cô chú giá 1.1 triệu đó. Ví dụ như còn thì em báo là còn ha, còn cô chú em đã chốt rồi thì cô chú lựa máy khác giùm em đó. Rồi ớ một giá 1.1 triệu. Rồi kế tiếp là ớ hai đó, ớ hai cũng đẹp len keng cô chú, đây chụp giật trợ lực luôn nè, thương hiệu nè, này là người Nhật sản xuất cho người Nhật xài hay cô chú, để chữ mini nè, là dành cho mấy chú lớn tuổi mấy cô nữ đó, đó thích máy nhẹ nè nhưng mà siêu mạnh nghe cô chú, thấy nó nhỏ vậy đó nhưng mà nó có vỏ đó cô chú, em bao ha. Tới nơi thì cô chú được quyền kiểm tra hàng, được test máy, được kiểm tra, nói chung là cô chú cứ an tâm. Nè đầu bò trắng kẹp nè, đó hàng xịn nè, trắng cỏ nè, ví dụ như trắng cỏ bên Nhật về mà bể thì em có tặng cái mới vô, còn mà còn ghim về thì em để gì em tặng luôn ha. Rồi cũng là bóp vú đó, đè nó xuống bóp vú nó, bật e lên giật một cái có trợ lực, con này trợ lực, cô chú chỉ kéo thẳng dây là chạy thôi. Hạ e xuống, nhớ giùm em, khi mà mình giật nổ mình bật e lên nè, mình kéo ra cái nó chạy gẹ vậy rồi ha, rồi mình giật cái nữa là sẽ nổ luôn. Bao im nghe cô chú, bao im ha. Cực kỳ chuẩn nghe cô chú. À tắt nè. Rồi mấy con máy này nó siêu nhạy nè. Này em bé cỡ khoảng 3-4 tuổi giật chạy luôn cô chú. Tại vì này cũng không cần giật, mình chỉ kéo ra là chạy thôi. Đó, kéo thẳng dây là nó chạy à. Nên mấy chú lớn tuổi với mấy cô nữ rất là thích xài những dòng máy này nè. Siêu nhỏ gọn mà nó nhạy nữa, rồi nó nhẹ giật nữa. Đó. Gần gần nhà cô chú có chừng 5-7 công đất, 3 công đất gì đó, hay hoặc miếng vườn nhỏ nhỏ sau hè đó, mua con máy này đi, em bao cho cô chú đi, khỏi mua cái khỏi đi mình khỏi bằng cỏ bằng dao nó mệt ha. Một người làm cái máy này bằng 10 người làm một ngày á. Ngày 4 tây. Nhớ giùm em, ngày 4 tây của tháng 4 ha. Đó, giao lưu với cô chú ớ hai giá 1.3 triệu đó, con này là như con kia ha, nhưng mà giá 1.3 triệu, con kia em giảm giá cho cô chú đó, tại vì
quan niệm bán hàng của người Việt Nam mình là đầu xuôi đuôi lọt, nên con số 1 lúc nào em cũng giao lưu giá rẻ ha, để cho nó hết lô ha. Con Á 3 đến từ thương hiệu Makita. Đó, Makita. Nãy giờ em quên giới thiệu ha, hai con máy đầu tiên là 20cc nồng 30 ly, hai con đầu tiên nghe cô chú. Con thứ ba này cũng vậy, 20 cũng là 21cc cũng nồng 30 ly ha. Đó, thương hiệu Makita. Đó, bình xăng là cũng qua mà gồ, ba con đầu tiên là bình xăng qua mà gồ nghe cô chú. Siêu tiết kiệm xăng. Đó, lốc đẹp, bô đẹp. Đây. Đó, đồ đạc là chuẩn nha. Tay lái ghim cần ghim hay cô chú? Cần ghim, tay lái ghim. Nè, đầu bò trắng kẹp xịn sò. Đó, trắng cỏ ghim. Đó, con này cũng là Makita ghim 100%. Rồi, thì cũng bóp vú. Đóng e, giật. Con le đỏ tự động này mình không cần lên ga hay cô chú, mình cứ để ga anti, mình bấm le vô mình giật là chạy thôi. Con này có trợ lực luôn nghe cô chú. Nè. Đó, lên ga cô chú có để ý nè, nó tự nhảy cái le ga này cô chú. Đó, le đỏ tự động ha. Bao im nghe cô chú. Nè, nó nổ ga anti nó đã nè cô chú. Nè. Nè, tắt nè. Mấy con máy này phải nói là siêu nhạy, siêu im. Để đầu gối nè cô chú coi nè. Em chỉ vịn lại là kéo ra là chạy thôi nha. Đó. Bởi vì mấy chú lớn tuổi với mấy con nữ rất là thích máy này nè. Tắt ha. Mấy anh thanh niên mà gần gần nhà có cái đám cỏ nhỏ nhỏ chơi con này đi. Bao luôn, khỏi đi lấy cây dao đi cắt. Khỏi dao đi chặt cỏ ha. Rồi. Ở ba. Giao lưu với cô chú 1.3 triệu. Đó, bao phí ship. Tới nhà tặng đủ phụ kiện ha cô chú. Rồi, kế tiếp là ở 4 cũng đến từ thương hiệu Makita. Con này thì nồng 32 ly. Con này Makita 227 nồng 32 ly. Đây, bình xăng cũng là qua mà gồ. Cưng gọi thẳng vô trong đây nè hiểu. Đó. À, thấy mấy con ốc 7 màu trong không? Thấy ốc không hiểu? Dạ thấy nè. Đó, ốc 7 màu ha. À, từng con ốc 7 màu nghe cô chú. Nè, lốc đẹp, siêu đẹp, bô đẹp. Đây, ngoại hình máy này còn đẹp nha. Đó, le đỏ tự động ha cô chú. Con này là nồng 32 ly. Đây, bồ sáng ngực luôn. Đó, ngoại hình rõ ràng hết ha. Đó, khi quay máy là em quay chi tiết cho cô chú xem đó. Nè, ga bóp xịn nè. Đó, ga bóp nè. À, công tắc nằm trên tay lái luôn nè. Cần ghim nè. Nè, đầu bò. Và dập nổi da băng ha. À, trắng cỏ ghim. Rồi. Bóp vú. À, thò tay xuống mò cái tay bóp vú. Bật e lên. Rồi, thẳng dây là chạy thôi. Bao im nghe cô chú. Nghe cái tiếng nó đã rồi cô chú. Makita 227 nồng 32 ly. Đó, cực kỳ chuẩn luôn, nghe cái tiếng nó đã nè cô chú. Gà bóp nó đã nè cô chú để ý nha. Đó, rồi tắt ha. Đây. Con này cũng siêu nhẹ ha, con này cũng khoảng 4 kg rồi cô chú. 4 kg hơn ạ. Rồi. Á ớ chứ. Lộn nha. Ớ 4. Giao lưu với cô chú giá 1.6 triệu. Đó, bao phí ship tới nhà tặng đủ phụ kiện ha. Đó. Chỉ có 1.6 triệu. 1.3 triệu, 1.4 triệu, 1.6 triệu rồi là sở hữu được mấy nhật rồi cô chú ơi. Rồi, kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Maguyama. 23cc nồng 32 ly ha. Đây, bình xăng Wambago siêu tiết kiệm xăng. Nè, lốc bô nó hơi đen đen xíu nghe cô chú. Đó, em quay là em quay rõ chi tiết à, không giấu điểm nào cô chú. Là không có nhận cọc nên là phải quay rõ cô chú mới nhận nha. Đây, bô đúng còn sáng ha, nhưng mà con này là được tum gời nghe cô chú. Đồ đạc nó còn sạch sẽ, còn đẹp ha.
có tem Lema siêu tiết kiệm xăng nè cô chú. Đó, đầu đạt chuẩn ha, tay lái ghiên cần ghiên, đầu bò trắng kẹp xịn sò hàng bãi đàng hoàng ha, trắng cỏ riêng. Rồi bóp vú đóng e lên ga ha, bóp vú lên ga đóng e giật bật e lên, nhớ chạy cái e gì rồi mình bật e lên mình giật nữa nghe cô chú nhớ giùm em, mình giật một cái hai cái ba cái gì không biết, nhưng mà khi nào mà nó nổ cái e lên gì rồi bật cái e lên giật cái nữa mới nổ luôn. Nổ bao chuẩn ha, nó nổ đã rồi cô chú. Con này là hành trình bích tông cao ha, bình xăng qua mà gồm nên tua nó rất là cao. Đó, nhà cô chú có xài bình xịt ha, hoặc là chế xe đạp gì đó, mua con này nè cô chú, tum gời nè, hành trình bích tông cao nè. Đó, chuẩn nha. Rồi tắt cô chú ơi, con này ngoại hình còn đẹp nghe cô chú, ma gu văn ma lóc dập nổi mắt in da băng chính hãng của Nhật ha. Rồi con này thường thường là giá 1.9-2 triệu đó, nhưng mà thấy cái bô nó hơi đen đen thôi em giảm cho cô chú còn 1.6 luôn. Ở năm mày, ở năm nhớ gọi em không được là nhắn qua Zalo em liền nghe cô chú. Ở năm 1.6 đó, bao ship tới nhà tặng đủ phụ kiện ha em. Cái khâu bảo hành là khâu quan trọng nhất cô chú ơi, mua máy bên em cứ an tâm, em bảo hành thoải mái cho cô chú, bảo hành cho cô chú an tâm mà sử dụng ha. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Magu Dân Ma, hôm nay là quá đẹp những con máy Magu. Con này là Magu sát lớn nha cô chú, nòng 30 ly nhưng mà nó sát lớn 20cc Magu Dân Ma đó. Nè, đồ đạc rất là chuẩn nha cô chú. Nè, đẹp len keng, chuẩn ha. Đây ốc nè cô chú, ốc đẹp ha. Rồi có tem Lima siêu tiết kiệm xăng, bô trắng tinh. Con này là được ga bóp xịn sò luôn cô chú. Đó nè, ốc nè, đẹp từng con ốc nha. À, đầu bò xịn sò hàng bãi đàng hoàng ha, rất là đẹp luôn, trắng tinh luôn, trắng cỏ thì gắn sẵn ha. À, cần nè, con này còn quá đẹp cô chú ơi, ngoại hình quá bén. Rồi bóp vú đóng e bóp ga, rồi giật thẳng dây là chạy thôi. Đó, giật cái e gì ha, bật e lên giật cái nữa. Con này được ra bóp xịn sò ha cô chú. Cực kỳ êm ha. Ông thợ em chỉnh ga ti còn hơi lớn nè, để phải có cái vít em chỉnh cho cô chú nghe cái tiếng đã lắm. Đây cho mượn cái đồ mở cuộc ghi. Rồi đó, này chỉnh ga ti lại nè. Đó, à, đi ra ruộng mà cầm cái này theo là đã lắm nè. Em có tặng. À, cực kỳ êm ha. Rồi tắt nè. Rồi tắt cô chú ơi, con này chuẩn nha cô chú, con này còn quá đẹp, trắng tinh từng con ốc. Ớ sáu, bữa nay mấy chú lớn tuổi là tha hồ lựa chọn luôn. Ớ sáu và giao lưu với cô chú giá 1.5 triệu luôn đó, đẹp len keng luôn mà có 1.5 triệu đó, chính hãng hàng Nhật đàng hoàng nghe cô chú. Em bao cô chú tới nơi thì cô chú được quyền kêu thợ kiểm tra, nếu mà nói máy anh Kiệt là hàng Trung Quốc hoặc là máy của nó gã rồi làm lại hay gì rồi em tặng luôn, khỏi lén đồng nào hết, cô chú cứ kêu thợ kiểm tra thoải mái luôn đó, kêu shipper ngồi đó cô chú cứ kiểm tra đi, em bao cô chú hết tất cả những con máy em bán ha, chứ không phải là riêng con máy đó, máy nào cũng vậy. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu cũng là Magu Dân Ma, nhưng mà con này phải nói là đẹp len keng nghe cô chú, đẹp phải nói là như máy trong thùng bóc ra luôn.
cô chú coi nè, đẹp từng con ốc luôn, không khác cái máy trong thùng bóc ra luôn nghe cô chú. À, mấy chú lớn tuổi mua mấy con máy này về, mấy chú nào mà kỹ tánh xíu mà mua về làm hàng sưu tầm luôn cũng được nè, là trưng bày chơi được mấy Nhật mà nó đẹp nè cô chú nè, như mấy thùng bóc ra với cô chú, ngoại hình nó quá đỉnh, ra bóp xịn sò nè cô chú. Đó, như mấy thùng bóc mà được chuẩn là ra bóp luôn nè nè, cần nè, đẹp từng chi tiết ha, nè đầu bò nè len can luôn, chuẩn hàng bãi Nhật ha. Chân cỏ ghiên con này là ghiên 100% luôn, chưa có gia chạm bất cứ gì hết ha. Khi gửi đi thì thợ em sẽ xúc bình xăng rồi cân chỉnh bình xăng đàng hoàng mới gửi đi nghe cô chú. Rồi thì cũng bóp vú đóng e lên ga, bật e lên, chỉnh rồi cô chú. Đâu rồi cái độ mở bugi rồi, mấy anh nhờ cân chỉnh còn lớn quá. Đó, à, chỉnh nhỏ lại chút vậy đó cô chú. Đó, guarantee vậy là nhuyễn ha, cực kỳ êm ha cô chú. Màu phê luôn cô chú ơi. Rồi không tách nè cô chú, còn mấy con này cái hơi nó cực kỳ lực thiệt. Tách ha. Rồi cô chú nào thích máy hàng sưu tầm, máy đẹp thì chốt con này liền. Con này giá hơi cao nha cô chú, con này đẹp phải nói là len keng ớ 7, tại nói cao vậy thôi chứ cũng không cao đâu cô chú. Tại vì máy này bên em là tuyển hết rồi, tuyển những con máy đẹp là ra giao lưu với cô chú. Máy Nhật này nếu mà cô chú mua cầm tiền đi qua Nhật mua mấy con này là từ 10 triệu đó, 10 triệu chưa chắc mình mua được nữa đó. Nhưng mà tại vì mình bán hàng bãi thì mình tính theo giá hàng bãi thôi, ở 7 giá 1 triệu 8 ha. Rồi kế tiếp là ớ 8 đến từ thương hiệu Kubota. Đó, thương hiệu dữ mà máy nó đẹp nè cô chú. Thương hiệu này là thương hiệu của xe cuốc nè, máy dầu nè, máy xăng nè, máy cắt lúa đồ, mấy thương hiệu lớn nè cô chú. Thương hiệu này là DB2003, nòng 32 ly. Thương hiệu Kubota, con này phải nói đẹp như máy trong thùng bóc ra luôn. Nè. Ốc nè cô chú, 7 màu ha, 2 kim luôn. Nè, lóc đứng nè. Đó, hành trình bê tông cao ha, bô đẹp nè. Con này phải nói là ngoại hình nó đẹp còn hơn là như trong thùng bóc ra luôn. Coi nè, ốc ở trong đây nè. Đó, nhờ con cameraman là gọi vô trong đây nè, coi nè. Nó đẹp coi nè cô chú, phải nói là đẹp từng con ốc luôn. Bữa nay lô máy mình hôm nay là cô chú tha hồ lựa chọn lô máy, phải nói là siêu đẹp. Đây. Nè, con này là được hai bộ tay lái luôn nè cô chú. Nè, bộ tay lái này là tay lái ngắn nè. Trong vườn trái cây là cô chú cắt mặn này ha. Còn này là em tặng thêm cái tay lái ngang. Đó, cô chú có cắt cỏ ngoài ruộng thì có tay này, còn trong vườn trái cây thì này. Đó, cô chú muốn chơi hàng sưu tầm chơi mấy con này nè. Mới nói là siêu đẹp nha cô chú, thương hiệu Kubota nè. Nè, đầu bò xịn sò ha. Trắng cỏ này, trắng cỏ em gắn sẵn tặng nè. Đó, cô chú nào thích con máy này thì chốt liền nghe cô chú, phải nói là đẹp như máy thùng luôn á. Bữa nay là hàng tiễn không nghe cô chú. Rồi cũng là bóp vú, bật e lên ga giật ha, hạ e xuống. Nó chuẩn nè cô chú, hết biết con này phải nói là bao chuẩn nha cô chú. Nó đã cực kỳ thiệt cô chú ơi. Rồi công tắc nằm đây nè cô chú. À, bấm trên đây luôn ha. À, con máy này thì nó đặc biệt có một điểm mạnh nữa nghe cô chú. Nó có cái xả áp tại đây nè cô chú. Đó. Nên cô chú giật rất là nhẹ giật luôn. Khi cô chú giật thì cái áp nó xả ra, cái hơi nó ra. Nên cô chú kéo thẳng dây là nó chạy thôi. Đó. Cái này nó chuẩn cái vấn đề đó đó. Nè, nó xả áp nè, cô chú tắt cũng như là nó có thắng hơi vậy cô chú, nó làm cái xịt hơi ra vậy đó nè. Đó, nó xịt hơi ra ha,
con này cực kỳ chuẩn luôn nghe cô chú. Mua con này sưu tầm chơi đi cô chú. Phải có con này là phải nói là bao cô chú là kiếm con thứ hai là không có đó. Rồi, ớ 8. Giao lưu với cô chú giá 2.4 triệu. Con này là phải bao đẳng cấp nghe cô chú. Cô chú nào chơi hàng sưu tầm thì chơi con này ha. Rồi, kế tiếp đến từ thương hiệu cũng là thương hiệu là Kubota, nhưng mà con này là nòng 34 ly ha cô chú. Con này thì ngoại hình nó thì không đẹp bằng con vừa rồi, nên em để cái giá nó mềm cho cô chú. Nó là được chụp giật trợ lực nè, thương hiệu nổi tiếng nè ha, Kubota. Con này là 26cc nòng 34 ly. Đó, con kia là siêu nhỏ gọn nghe cô chú, quên báo nè, mấy chú lớn tuổi là chốt con này đi. Bao im luôn, bao đẹp, bao nhẹ, bao nói chung là con này phải nói là hàng đẳng cấp. Mạnh luôn. Đó. Rồi, thì con này thì cũng là sử dụng bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng, chụp giật trợ lực. Rồi con này thì dàn áo nó hơi xấu. Cô chú không quan trọng vẻ bề ngoài, mấy chú mà cắt cỏ cho trâu cho bò ăn chốt con này nè. Giá nó mềm ha. Nè. Nó màu trắng nhưng mà nó hơi bị như là dính nhớt cơ cô chú, nó hơi thâm kim xíu nè. Nè, nhưng đồ ở trong thì còn sáng gợt ha. Nó lóc máy bô đồ còn sáng gợt à. Đó, cô chú không quan trọng cái vỏ bề ngoài, chốt mấy con này nè, bao xịn luôn. Tay lái ghim, cần ghim nè, ga ghim nè. Còn cái tem trên cần thì nó hơi chày nè cô chú. Đó, đầu bò chén kẹp là xịn xò. Đầu bò lớn chống quấn cỏ luôn nè. Nha. Rồi, cũng bóp vú. Đường nào cũng phải bóp vú. Bóp vú, đóng e, lên ga, đè xuống bóp vú đó. Đó, giật một cái, bật e lên. Bao chuẩn nha cô chú. Thương hiệu Kubota phải nói là bao chuẩn nha. Tua cực kỳ tua cao. Công tắc nằm trên cần nè. Đó, bấm vô là tắt ha. Trên đây nè. Đó, con này là phải nói bao chuẩn nha cô chú, thẳng dây là chạy thôi. Đó, nòng 34 mà nó nhảy vậy đó cô chú. Nè tắt nè. Nòng 34 mà nó nhẹ giật nè. Kéo ra là chạy à. Nhưng mà vỏ bề ngoài hơi xấu xíu là em sẽ giảm giá cho cô chú, bao giảm giá luôn. Ớ 9. Cô chú không quan trọng vẻ bề ngoài, chốt con này em để cho cô chú 1.9 triệu thôi. Rẻ hơn nòng 32 ly nữa cô chú. Thường thường là hôm trước em có một con đẹp gì nè, 2.5 triệu, 2.6 triệu không nè. Rồi, kế tiếp đến từ thương hiệu là Magu Yanma, 26cc nòng 34 ly hay cô chú. Đó. Này, Magu Yanma. Con này cũng trợ lực hay cô chú. Này, máy này cũng dành cho mấy chú lớn tuổi nè. Đó, máy mạnh nhưng mà nhẹ nè cô chú. Đó, máy cũng là siêu đẹp nghe cô chú. Đẹp từng con ốc. Ốc nè. Đó. Có tem Lê Ma siêu tiết kiệm xăng ha. Bình xăng là qua Wamago siêu tiết kiệm xăng luôn. Đó, bô nè. Đó, quay máy là em quay chi tiết nè. Ốc nè cô chú. Con này thì bị nó bị gãy một cọng nhựa ngay đây nghe cô chú. Nè, gãy một cọng ngay đây nè. Ốc thì đẹp ha. Ốc đẹp len can. Đó, ga dữ ha. 26cc nòng 34. À, đầu bò lớn chống quấn cỏ ha. Trắng cỏ ghim nghe cô chú. Rồi. Cũng bóp vút. Đóng e, lên ga. Rồi thẳng dây chạy thôi, trợ lực. Bật e lên. Dành cho mấy chú lớn tuổi ha. Máy nhỏ nhưng mà siêu lực nghe cô chú. Siêu mạnh ha. Nè. Bao lực nghe cô chú. Nghe tiếng máy nó lực nè cô chú. Rồi tắt ha. Mấy con này là phải nói là siêu nhạy. Tắt nè. Cái còn ha. Đó, mấy chú lớn tuổi cứ chốt máy này đi. Bao phê luôn cô chú. Bồ sáng gực ha. Lóc nè. Nó đẹp con nè. Nó xanh dần ở trong luôn nè.
Mấy con máy này nói chung là bên em lựa máy thì cô chú cứ thoải mái mà chọn đi, thích máy nào chốt cũng được hết trơn á. Nói chung là cô chú tha hồ lựa. Ở 10 giao lưu với cô chú 2 triệu thôi. Ở 12 triệu ha. Rồi. Rồi, kế tiếp đến từ thương hiệu là Estin. Đó, bữa nay là cô chú nào mà thích Estin, bữa nay có một con Estin đẹp hay cô chú. Đây, Estin FS2650 ha. Đó, đẹp nè cô chú, nè, ốc còn 7 màu ha. Estin mà ốc còn 7 màu gì là bao chuẩn nha cô chú. Hàng của Đức ha. Đức nhập qua Nhật, Nhật xài tới mình đó cô chú. Nhật mà còn nhập của hàng của Đức về xài thì cô chú biết là thương hiệu Estin là đẳng cấp như thế nào ha. À, bình xăng qua mờ gồ nè. Nè, còn dằn nghín luôn nè cô chú. Đây. Tum gòi ha. À, cái tum thì nó hơi chốc nước sơn nha. Tại cái này bằng nhôm. Này bằng nhôm ha, tum nhôm. Lóc nhôm, tum nhôm. Đó, cái bô thì hơi đen miếng nha cô chú. Ha. Chuẩn nha. Tay lái ghim cần ghim. Đó, tem đầu chuẩn nha cô chú. À, đầu bò trắng kẹp chính hãng của hàng Estin luôn ha. Trắng cỏ ghim theo máy luôn nè cô chú. Rồi. Bơm xăng ha. Đóng e, lên ga. Giật. Bật e xuống nè. Bao lực luôn cô chú. Nghe tiếng máy nó lực nè. Estin thì cô chú biết ha. Nhà cô chú nào mà cần sử dụng mà là dây cước á, chọn Estin đi, bao lực luôn cô chú. Con này đẳng cấp. Rồi, công tắc nằm trên tay lái ha. Rồi. Ký hiệu là ớ 11. Estin là ký hiệu ớ 11 ha. Nhớ nhắc giùm em là ngày 4 tháng 4 ha cô chú. Ớ 11. Giao lưu với cô chú giá 2,2 triệu. Bao ship tới nhà tặng đủ phụ kiện ha. 2,2 triệu. À, tới nơi thì cô chú được quyền khui hàng ra kiểm tra trước khi thanh toán ha. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu là Mitsubishi. Hôm nay là về được 3 con Mitsubishi chuẩn ha. Mitsubishi TNL231. Đó. Đây, bình xăng con là chế 2 kim Wambago ha. Le đỏ tự động nè. À, lóc đẹp, bô đẹp, nhưng mà dàn áo nó hơi trung bình ấy cô chú. Con này dàn áo không vip ha. À, bô còn sáng gực luôn nè. Nhìn trong nè thấy rõ không hiểu? Thấy nè. Đây. Đó, có cái model ở trong nè. Đó, số seri rõ nét hết ha. Tên là 231. Con này là tay lái ngắn ha. Bộ tay lái ngắn ghim của nó nè. Còn này em có lắp thêm cái bộ tay lái dài cho cô chú ha. Đây cần ghim chúng hãng của Mitsubishi ha. Đây đầu bò xịn nè. Đó, thấy rõ không hiểu? Đây nè. Đó, trắng cỏ thì gắn sẵn cho cô chú nè. Rồi thì cũng bơm xăng đóng e ha. Bơm xăng le đỏ tự động mình bật ngang nè. Mình hạ ga xuống nha cô chú. Hạ ga xuống mới bật được cái này nè. Đó. Rồi kéo thẳng dây là chạy thôi. Con này có trợ lực nha. Bà kè nè, đó, kéo thẳng dây ra là chạy không cần dừng luôn ha. Nghe cái tiếng mít xu nó chạy chuẩn nè cô chú. Bà whip ha. Mít xu mít xì cực kỳ chuẩn. Rồi công tắc nằm phía sau. Trên tay lái này ha. Rồi ký hiệu là ớ 12. Mitsubishi là giá nó hơi cao nghe cô chú. Ớ 12. Giá giao lưu với cô chú 1,8 triệu bao ship tới nhà ha, 1,8 triệu. Rồi tặng đủ phụ kiện hết ha. Rồi, kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Mitsubishi. Ờ, con này tum gời, con này còn đẹp. Con này còn bao đẹp luôn cô chú. Mitsubishi lâu lâu mới về được con đẹp kiểu này ha. Mitsubishi TNL23. Nồng cũng 32 ly ha. Nhưng mà lốc nó đẹp nè cô chú. Thấy rõ không hiểu? Nó xanh dờn luôn nè. Bô đẹp luôn nè. Lốc đẹp nè. À, bình xăng nè. À, chẳng tin luôn ha. Mitsubishi ít có khi nào được đẹp gì lắm cô chú ơi. À, đồ đạc là còn chuẩn đẹp ha. À,
Model rõ ràng ha, Mitsubishi TL23. Đó, số seri rõ nét, tum gời. Bồ chuẩn đẹp ha. Con này phải nói là đẹp từng chi tiết luôn nghe cô chú. Tay lái ghim nè, cần ghim nè. Này cái cần chưa chốc tem luôn nè. Con này còn quá đỉnh. Đó, chuẩn ha. Chắn cỏ này có gắn sẵn cho cô chú ha. Rồi. Bơm xăng lên. Bật e lên ga. Rồi. Hạ e xuống. Bao đẳng cấp luôn cô chú. Mitsubishi con này phải nói là bao đẳng cấp này cô chú. Còn nó đã nè cô chú. Cái tiếng nó phê nè. Nè. Được cây em ấy. Mitsubishi ít có khi nào được đẳng cấp vậy lắm nè cô chú. Rồi tắt máy cô chú ơi. Cô chú nào mà thích thương hiệu Mitsubishi gặp con này là chốt liền cho em đi. Em cỡ nào cũng bao hết trơn cô chú. Rồi ký hiệu là Ớ 13. Ớ 13 em giao lưu với cô chú giá con này là 2,2 triệu nghe cô chú. Con này phải nói là đẳng cấp. Quá đẹp cô chú ơi. Mitsubishi mà còn đẹp gì là không phải dễ kiếm đâu nghe. Hàng hiếm đó cô chú. Em kiếm là phải nói là 100 con mới đựng con được gì đó cô chú. Rồi kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Mitsubishi. Đó, con này là dành cho mấy chú là gọi cho em liên miên mà gọi kiếm con này mà không có nè. Thì rất là nhiều cô chú gọi em nhưng mà em chỉ có một con được về, có một con màu à đẹp về đây. Thì em lên cô chú nào gọi trước thì em ưu tiên cô chú trước ha. Đây tiền là 261 Mitsubishi ha. Đó, le đỏ tự động nè. Đó, hai kim nè, lốc đẹp, bô đẹp. Con này là ngoại hình đó thì trung bình nè cô chú ơi, không được đẹp. Mitsubishi là gì đây à, ít có con nào được như con vừa gọi lắm. Nhưng mà con này là nòng 34 ly ha. Mitsubishi tên là 261. Đây màu đen rõ ràng nè. Đó, đồ đẹp thì nó hơi chốc nước sơn nhưng mà đồ nó là tum nó bằng nhôm á cô chú, nó dễ chốc nước sơn lắm. Chuẩn ha. Quay rõ chi tiết cho cô chú nè. Nó là cũng là được hai bộ tay lái ha. Tay lái ngắn nè. Nè, ga này, tay lái dài nè em lắp thêm nè. Cần nó thì này là sơn tĩnh điện nha. Này hàng Nhật sơn tĩnh điện ha. Đầu bò hàng xịn xò là có khác ha. Đó. Chắn cỏ gắn sẵn cho cô chú. Rồi. Cũng bóp vú. Kéo le qua. Nhớ là hạ e xuống rồi hả, kéo nè. Em quên nè, quên bật e là mình kéo cái nó trả lại nè. Bây giờ mình hạ e cái nó mới qua nè. À, có trả lời cái nào thẳng dây là chạy. Đó. Bật e lên, lên xíu ra. Nghe một cái nè, đẳng cấp nè cô chú. VIP nè. Mitsubishi tên là 261 nè cô chú. Phải nói là đẳng cấp. Rồi công tắc nằm phía sau nè cô chú. Đó. Rồi thì con này là ký hiệu là Ớ 14. Ớ 14. Con này là em giao lưu với cô chú là thường thường là 2,8 triệu nhưng mà con này thì nó tay lái ngắn nên em giao lưu cô chú 2,7 triệu thôi. Đó, cô chú muốn lắp tay lái như thế nào cứ báo em lên miễn phí cho cô chú 2,7 triệu. Đó, Mitsubishi ha, TL261. Rồi con cuối cùng đến từ thương hiệu là Makita, máy bốn thì ha, xăng riêng nhớt riêng dành cho mấy chú lớn tuổi nè, mấy cô nữ nè không biết cách pha xăng hoa nhớt hoặc là mấy chú hay quên đó thì cứ chốt con này đi. Mua xăng xe máy về đổ vô là chạy thôi ha. Chuẩn ha. Đây đồ đạt chuẩn nha cô chú. Tay lái ghim, cần ghim, con này cũng ghim 100%. Đầu bò ghim nè cô chú. Chắn cỏ này ghim nè. Rồi
cũng cũng bóp vú giống kia vậy đó, nào cũng bóp vú nó ra chân á, bóp vú bật e lên ga giật thôi đó, cũng hạ e như thằng kia. Đẳng cấp ha, nó chạy nè cô chú, nó thì thầm nó đã nè cô chú, cực kỳ êm ha, nè đã ha. Máy 4 thì ha cô chú, rồi tắt ha, xăng riêng nhớ riêng. Còn cuối cùng thì con cuối cùng là em giao lưu với cô chú ớ 15, ký hiệu là ớ 15. Máy 4 thì giao lưu với cô chú giá 2 triệu chẳng thôi. Đó. Rồi, thì cuối clip thì em cũng giới thiệu mấy con máy 4 thì bên em là GX35 hay cô chú. Thì hàng này là hàng của anh Hồ Cẩm Đào nhưng mà hàng loại 1. Đó, cô chú nào mà thích xài máy mà ví dụ như hàng Nhật Bản thì chốt cái lô hồi nãy. Còn cô chú nào thích mà hàng mới, nhưng mà hàng này hàng của Hồ Cẩm Đào loại 1 đây cô chú. Nhưng mà bên đây là em cũng tuyển nha. Đây, Honda GX35, Honda của là Made in Thái Lan nha. Nhưng mà hàng này là hàng nhái của thằng nhái hàng Thái Lan nha cô chú. Nhưng mà nó vẫn dập nổi Honda, chuẩn hàng chuẩn đàng hoàng nó mới dám dập nổi đây nè ha cô chú. Đó. Thì bên em thì có nguyên cái bộ này luôn nè. Đó. Về đây em có nguyên bộ tay lái cần luôn chuẩn vậy nè, có 1.590.000 thôi là em bao phí ship tặng nhà cho cô chú, cũng tặng đồ đàng hoàng cho cô chú ha. Đó. Thì cái đầu gì không thì cô chú em giao lưu với cô chú giá 1.190.000 cũng bao phí ship đó. Cô chú nào mà ví dụ như mà thích máy mới thì chốt này, mình xài ít thì vụ đem ra cắt vài bữa thì này nó cũng bền cực kỳ ha, nhưng mà mình xài từ sáng tới chiều thì mình chọn nên chọn là hàng Nhật Bản, còn mình lâu lâu mình cắt ít lần thì chơi hàng này đó. Giá nó mềm nhưng mà hàng mới nó cũng chuẩn nghe cô chú, hàng em cũng hàng tiễn đó. Thì cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú ha, cảm ơn cô chú đã xem hết clip của em và đã nán lại chút thời gian vào những buổi tối vào lúc 6:30 hàng ngày em có lên clip bắn máy cắt cỏ đó. Cô chú vô xem, nếu mà xem vui thì nhớ cho em xin một like, còn xem mua máy thì nhớ ủng hộ em con máy nha. Còn nhiều thấy nhiều quá không biết lựa chọn thì cứ alo số điện thoại 0944 757 757, em có để trên màn hình ở dưới phía dưới và màn hình nha cô chú. Rồi thì em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú.